thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố theo tinh thần chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian qua, chính quyền từ thành phố đến 16 phường xã và nhân dân trên địa bàn đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chung tay phòng chống dịch bệnh. Tại một số khu vực công cộng như khu vực công viên, khu vực quảng trường, bảo tàng, tại đây mặc dù mới 19:30 nhưng xung quanh là cảnh vắng lặng bóng người, thỉnh thoảng mới bắt gặp hình ảnh phương tiện giao thông qua lại. Trên các tuyến phố 16 tháng 4, Thống Nhất, 100% các cơ sở kinh doanh mặt hàng không thiết yếu, các hộ gia đình và người dân đều chấp hành nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh. Hình ảnh phố phường đông đúc nhộn nhịp đã không còn, thay vào đó là cảnh vắng lặng trên các tuyến đường, các khu phố sầm uất trên tuyến Ngô Gia Tự, khu vực chợ Phan Rang đều cửa đóng then cài để phòng chống dịch bệnh. Cũng trong những ngày qua, Ủy ban Nhân dân 16 phường xã và lực lượng công an thành phố đã thành lập các chốt kiểm soát phòng chống dịch trên các tuyến đường để kiểm tra xử lý, kết hợp tuyên truyền thực hiện chỉ thị 16 để phòng chống dịch, vận động nhân dân không ra khỏi nhà khi không có việc thật sự cần thiết. Thì thực hiện theo chỉ thị 16 của Ban dân tỉnh là đối với địa bàn thành phố Phan Rang Tháp thì áp dụng theo cái chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Thì đối với địa bàn phường Đậu Long là đồng là cửa phía nam là cái đầu vào của thành phố Phan Rang Tháp là cái lượng lực lượng cái lượng lưu thông đi lại rất là nhiều. Thì trước tình hình đó, Ban dân phường đã chỉ đạo thành lập tổ kiểm soát phòng chống dịch, chốt lại là những trường hợp nào thiệt sự cấp thiết vào địa bàn thành phố rồi có giấy đi lại được xác nhận thực sự cần thiết thì Ban dân phường tạo điều kiện cho qua, còn đối với những trường hợp thực sự không cần thiết thì là ngăn chặn và không cho vào thành phố Phan Rang Tháp để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Theo báo cáo, đến 11 giờ trưa 27 tháng 7, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 31 ca mắc COVID-19 trên địa bàn các địa phương Phước Mỹ, Phú Hà, Đài Sơn, Mỹ Bình và Tấn Tài. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã thực hiện phong tỏa 6 khu vực có ca nhiễm để phòng chống dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Nhằm kịp thời động viên chia sẻ khó khăn với các địa phương, các cán bộ chiến sĩ tham gia phòng chống dịch và người dân tại các khu vực phong tỏa, lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cũng đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường công tác phòng chống dịch, quan tâm đời sống người dân tại các khu vực phong tỏa nói riêng và người dân trên toàn thành phố nói chung, từ đó từng bước tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần cùng hệ thống chính trị thành phố tiếp tục chung tay đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian nhanh nhất.